bốn mùa âm dương y tiết thảo tâm trí thành nghị cầu đạo cầu mình nghị an tiết hạ thiên cung kỳ bái đạo dâng văn mời Phật thánh lai đạo đàn nề duyên quả thực dâng lên ni tiết đăng trải quả thực dâng lên lòng tin con mãi hình thánh tiền thánh mẫu ngự về thiên tiên cung thịnh mời đệ nhất thiên tiên thanh vân công chúa thượng thiên mẫu gia ngự về lô hương xa nhiệt pháp rơi mông nguồn chư Phật hài hội tất giáo văn tùy sự kết tường vân thành nghị phương ngân chư Phật hiện toàn thân nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát thành gia hồi cùng chốn đồi ngang cùng nơi phố cát riêng một màu gió mát chẳng thành bát cảnh rành rành in đùa bát cảnh rành rành lầu tận ha xanh thì thành nhị khốn so trên đàn hải ngạn nôi nhiệt minh hương gia du từ mổ lượng vô hương họa nôi đắc thanh hương chi tâm kim tưởng nhất chu biến thập phương nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương cúng giang Bồ Tát Sa Loan thánh gia hồi cúng dưới thủy quan có nhà linh tộc vốn con rồng danh ốc kinh xuyên để tam thanh tiên cùng thị mời khể thủ quý y tô thân đê đầu diền đính lê thất cầu trì ngã kim sung tán đại chuẩn đề duy nguyện từ bi thủy gia hộ nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát khai quang dòng nhan thập cờ diệu quang minh chứng đàn duyên ngã tích tăng ni cúng giảng kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương ca lăng tần gia ân từ bi lân mẫn chúng sinh cổ hạ kim đính lệ khai quang phá chứng đàn duyên Sa Loan thánh giả hồi cung trên non đảo đùng đùng do quấn định dược sơn mi quần quần rồng bay lâu đài đệ nhị vương cô tan giấc quê phong nguy loạn sực tình đốt nhang nghi trầm một đỉnh ý dâng lên lâm dâm mi bút ngọc con biên đồng đào hé thank you.
phán các quan vương cô vị, truyền phán các quan ni tả văn yêu võ, lương ban đáo đàn lệnh truyền văn võ đối hàng. Thiên binh văn mã hằng hà kéo ra lệnh truyền thiên đội vạn cư. Văn sứ dâng lên thượng lai, văn sứ dâng lên cô vị tổ đối chép biên rõ ràng phi cho hai chữ trường sinh. Chữ phú chữ quý được kháng linh thọ trường phi cho dũng mạnh kháng cường. Dòng nhan khai quang thâm cờ diệu quang minh chứng đàn duyên, ngã tích tăng cúng giảng kim hùng hoàng thân cần thánh chúa tiên trung vương. Mãn nguyện nô thái
bào. Xin cô đề nghị tốt sao lạ thương. Vương cô xuống vạn an kiếp bạc trở ra về bảo lộc trần thường. Thành ra hồi cung vòng bái tiên cung mi khấu đầu, vòng bái tiên cung thỉnh mời cậu bé cửa đông ngự về. Ban chỉ sắc phong triều đình, ban chỉ sắc nghi phong ra ban chủ tướng nghi vương tôn ý nhà trần ý. Triển phán các quan cộng về, triển phán các quan ni tả văn niêu võ lương ban đăng đàn lệnh triển văn võ đôi hàng. Hiền binh văn mã hằng hà kéo ra lệnh triển nhất đội vạn cờ. Văn sớ dâng lên thượng lai, văn sớ dâng lên cậu về tấu đôi chép biên rõ ràng phi cho hai chữ trường sinh. Chư phu chư quý được khang linh thọ trường phi cho dũng mạnh khang cường. Thank you.
xuất chúng đại tài thánh tôn ni, xuất ni chúng đại tài văn ni thao võ lược đáng trai mi anh hùng nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc các cô dâng mời là mời rước cậu hoàng rơi. Khi răng tay tiên chuốc chén rượu đào nhị tuần lá dâng lên bệ ngọc các cô dâng mời là mời rước cậu hoàng rơi. Khi răng tay tiên chuốc chén rượu đào tam bối dâng lên bệ ngọc các cô dâng mời là mời rước cậu hoàng rơi. Có một không hai trên đời, có một không hai thông nghi minh chính trực nào ai dám bị. Ngọn hồng kỳ tiên phong, phất ngọn hồng kỳ bảo dân hộ quốc quản gì mỹ công lao. Tỏ mặt anh hào để cho, tỏ mặt anh hào thánh cậu tài giỏi chí cao hơn người. Chính trực vàng mười tỏ tường, chính trực vàng mười gian nan thử chi dẹp loài hại dân đi. Tan tác gian quân đi đánh cho, tan tác gian quân đi tàu chìm bè đắm xa gần đi đều. Về tấu đức vua dẹp án, về tấu đức vua mộng nghi nguyên đã tháo đã thua y tan tành. Xa gần nì nực tiếng thơm xanh nì thánh cậu cửa suốt anh nghi linh nghi muôn đời. Chọn kiếp vua tôi giữ cho, chọn nì kiếp vua tôi xin được lấy thượng quy hồi nơi xưa. Ê. Đón rước tiễn đưa kiệu vàng nghề, đón rước tiễn đưa qua miền kiếp bạc vào chùa Côn Sơn. Thánh giá hồi cùng năm yêu rõ ràng, năm phương năm yêu rõ ràng, ngũ phương ban cảnh tiên.
nàng nghỉ bạch hoa. Đền thờ chúa an mi thanh cảnh vắng thui u tình cảnh vật sinh sao đôi bên lóng hồ đua vào ý. Đang giữa lúc cánh ba giờ tí hiện ra người mỹ nữ cung đường đội nón dâu áo trắng hải cương. Chúa đội nón dâu áo trắng hải cương dạo chơi khắp hết ni bốn năm phương nghĩ lại về gọi phu xe trả cho tiền giấy biết chúa bà tay lạy miệng kêu con lạy chúa thương những kẻ khó nghèo đi. Lại nhiều hơn xưa phút trông biến về nơi màn cảnh sai cô nàng thì nữ dâng hoa riêng ai mang nhạo nghĩ sai ngoa nằm mơ thấy ma cùng quỷ bệnh chúa hành liệt vị chân tay làm cho đêm nặng nghĩ hơn ngày. Bệnh phương Tây chúa hành sắm nhang hoa cùng là vật lễ sớ con kêu minh bạch từng câu nằm cùng vang con đàn hát nguyện cầu chúa về lai sáng người đầu đồng nhân ý.
hiu nhã nhạc khúc ca vang lừng, về đồng rừng tiên tuần nhàng. Cũng nàng ân nàng ai vốn dòng sơn trang, tinh tinh tình hay mang trúc mang giang, mang chè mang nước cơm lam mi trà vàng, cùng người có phen sim ngay đi tìm. Quang dòng nhan thậm cờ diều khai quang trước đàn duyên, nga tích tăng cung giang kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương. Đồ cho già trẻ gái trai, giá trung thịnh vương lộc tài được hân hoan, có chữ rằng thánh giáng liệu ân. Nón dâu áo trắng hai cườm, dạo chơi khắp hết năm phương mới lại về, gọi phu xe trả cho tiền giấy, biết chúa về tay lạy miệng kêu. Lộc tài chúa mới ban ra, bốn phương hội họp để đá tháng ngày, bán cho tiền tốt lụa dày, bồng lộc cho lắm về đây cho càng nhiều, ban cho dài nhất được sáng yêu. Lộc tài cho nhiều ấn năm ấy năm xưa, họ nguyện con kia sớm phục thờ. 30 mùng 1 10 tư hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 10 tư. Sinh vào họ vũ đầu ngành.
trong nghi bắc nghi ngoài nam, ngũ phương thập hương mọi đàng thiếu đâu đông nghi phương giá ngự điện lầu. Trong bốn bể cứu cầu chúng sinh Tây Phương hiền hách anh linh ý. Chính ngự nhiều tầng
tầng thấp cao miếu thờ như thế đồng đào ý. Giá ngự chính ngồi
thánh đông đệ tử các nơi xa gần độ cho trọn vẹn mười phần. Tam vị Chúa Thiên, thỉnh Chúa Đệ Nhất Tây Thiên, Chúa ngự về. Tây Thiên, vinh phúc quê nhà, ai chưa lên đó chưa có tròn quả tu. Mặc dầu ai căn số phải thờ,
họ Nguyễn có căn chúa đệ nhất thì được một ni đời vinh hương. Trong đền vàng hương nồng sắc nghi nước, ngoài cũng đồng nghi ba ngư trước đền chúng này thành đồng thành nghi kinh khúc cùng. Cho bách ra bách nghi hạn được băng tiêu, cho may mắn đủ trăm chiều. Sơn lâm khác gì nước biển, ai có tâm xin bái kiến về đây trên Tây Thiên đã núi chen cây. Trong tâm niệm mì chữ từ bi ý. Tâm niệm chữ từ bi, lòng nghe thành lễ chúa, chúa thì khai ân. Khắp ba cõi xa gần đức tiếng, ai cũng mong được nghe tới cửa thiên. Trước là lễ chúa Tây Thiên, sau là vạn cảnh thiên nhiên hữu tình. Tòa tiếng thiều nhã nhạc khúc ca vang lừng này, về đồng dâng tiến tuần hương. Bài say đỗ triệu lục nghi cung, nàng ân nàng ai vốn dòng sơn trang. Tinh tinh tình hay mang nghi trúc nghi mang giang ý à.
đăng. Song đăng chúa múa dịu dàng khoan thai, kìa thắt thắt lưng đầy, kìa thắt thắt lưng đầy, giọt ngăn ni giọt dài. Cầm đôi đuốc chân đi hai xà hoa, nhấn sông tinh xa bắt đầu sông ngân hà. Cho lắm về đây cho càng nhiều, ban ban cho dài nhất được sang yêu. Ban đi cho dài nhất sang yêu thì lộc tài cho nhiều ấn năm ngoái năm xưa. Họ Nguyên còn khuya sớm phụng thờ, 30 mùng 1 vì 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Xuân hè thu đông, đây là cánh non bông nước nhược nơi tiên tu, quỳ khước nhân mong nghĩ. Điệp trùng hết ni suối lại khe, cảnh y thu mộng xuân hè thu đông, đây là cánh non bông nước nhược nơi tiên tu, quỳ khước nhân mong ý. Chúa giáng lâm đền vàng sực nước các cô tiên nàng, khâm mi trực trước soi. Cô thì thư thả vấn đầu, cô
châu chúa rơi khắp trong ngoài, mọi người háo hức muốn xin vào tiếp mi phúc. Chúa ban ân, Chúa ban một chút lộc trần, còn đi riêng ghế chúa, Chúa để dành cho nhiều lộc hơn. Tiếng nhịp khua, tiếng nghe phách giòn tan sao, ai ai thổi mơ màng. Giật mình chúa mới sai cô nàng ban khen. Ý gặp mì người tâm đức nghi lãnh phường bất nhân, kể từ đây con xin mê cúi đậu làm đệ tử không một lòng, đâu dám đường sai. Ý cho thiên hạ đâu đâu được nhờ, dù bốn mùa chim mi kêu phượng hót sang một bầu xanh nghi ngắn cỏ hoa. Ý thiên nhang thoảng gió muôn năm thuyền đường, chỉ Phật sáng lâm. Bầu trời cảnh Phật đi non tiên, thành ra hồi cùng nguyệt hồ dâng văn tiên chùa, ngự trên nguyệt hồ Bắc Giang yên thế là tỉnh Bắc, đến đường làng cao hỏi thăm phố kép đi vào. Hay đâu sự là phi
rồng. Ơn lão tổ theo thầy mới học đạo, 10 năm tròn thùi giáo chân kinh xét đời binh lửa can hoa. Trên niên thế sắc phong bà chúa bói về cõi trần, chân ý giữ các châu nhân dân lập miếu lên thờ. Ý cung cấm ma ba tòa nghiêm trang, cây cổ thụ dườm già xanh tốt do bốn mùa, quạt nề mát na bốn phương, cây đa bóng mát ven đường, chở che đón khách 90 phương khấn cầu. Chăm quẻ bói không sai quẻ nào, ngài xem trong cửa nhà mỹ gia sự, hay soi về phần mộ thấp cao, xem âm dương chúa gọi như thế nào. Hợp mi tan ni tan hợp, xin chúa bà chỉ cho. Một lòng con đâu dám đơn sai, biết chúa ra tiếp lộc ban tài, lộc buôn chúa cho mi lộc ban ni, cho lộc mi làm mi lộc ăn. Chúng đi măng già, ý à.
ngọc mặt hiền oanh, quần chân áo chít khăn xanh nghi khoe màu, khăn vấn đầu quần chân áo dắt tem thuốc mùa là thoăn thoắt mới chiên, coi dầu nhai đỏ làm xiên, hoàng hậu cải tóc bà càng thêm khác thường. Đêm đêm đốt đi đúc soi đường, soi cho người kinh người mát, người nùng nước dễ làm nương. Cứ đêm đêm đốt đi đúc soi đường, soi chim làm tổ tìm đường, mà đinh lanh thân kìa đôi đôi tay tiên nâng ngọn đi đuốc thân, soi từ lục đạo trầm luân biết bao nhiêu loài. Cứ đêm đêm đùng đi đinh đốt đuốc lên đồi, đúc đinh đốt đuốc lên đồi, chim sơ ca tung cánh bay lưng trời, trời mây trôi hoa thắm tươi, lóng lanh dáng ai đang đứng ở bên thềm. Lộc tài chúa sắp ban ra, bốn phương hội họp để đãi tháng ngày, ban cho tiền tốt lụa dày, bồng lộc cho lắm về đây cho càng nhiều, ban bán cho dài nhất được sáng nhiều. Bán cho giải nhất sáng yêu, lộc tài cho nhiều năm ngoái năm xưa, họ nguyện con kia sớm phụng thờ. 30 mùng 1 14 hôm rằm, 30 mùng 1 kia là hôm rằm 14. Nếu đã thương xin chúa bà thương cho đều, người gần người ít người xa cho nhiều, chúa ban khen bà ban khen cho đồng đều. Sơn trang hôm nay giá ngự, dáng yêu kiều xinh quá là xinh, người hy sinh cảnh cũng nguy khác thường, người sinh cảnh cũng lung linh khác thường. Chú về bách điều sớm chiều ca vang, tay tay khơi bề bạc nghi rừng vàng, đem cho trăm họ giàu sáng muôn đời, đem cho cả thế giới đời đời giàu sáng. Đánh xanh hai sao nón chiêng, quạt trầm vẽ vậy thực tiên dáng trần, chú dung y mọi vẻ thanh tân y. Trần trần an bà về đồng điểm phấn phô trang ý.
đông niềm phấn tô trang. Tay cầm đàn tính liêu la liêu lường, chùa phán ra trăm tiếng mắng mường. Sớm mơ màng lời thơ lan mọc đôi hàng mảnh buông, trên cây cao chim muông bay nhảy, dưới chân đèo suối này khúc hành vẫn nghe như gió rục mây vần. Vần cỏ cây cũng muốn ni tần ni ngần khoe hoa, khách gần xa khâu đầu vòng bay hỏi khách rằng ai biết ai hay. Danh hiền ứng từ ngày hậu lê, chốn sơn khi có nhà tích thiện ứng mộng thần mãn nguyệt hoa khai. Song thân những nhiều khi sầu khổ ngập xưa nay, kim cổ ai hay. Chắc rằng là tiên nữ trên trời, bà vì duyên hay nợ xuống nơi trần phàm. Quả như lời sóng thân than thở, gặp được thần vốn ở núi xanh, thương người hiếu thảo hiền lành. Trải mười năm căn cơ thọ giáo, khi xuân về
đắc đạo tiên xa. Phép tiên linh ứng thay là thành ra hồi cùng cao mãi quê nhà lâm thao phú thọ quê nhà để tắm thiên chúa anh linh chúa ngự về. Có phép tiên cái tử hoàn sinh ý. Sớ văn ni bắc ni ghế chúa ngồi như chúa tôi ghế nóng ruột vời vời lắng lo đã mấy tháng rồi ai ơi.
Chúa độ cho phú quý để đã sang giàu, còn riêng ai trốn tránh không ra hầu, Chúa làm mì cho đau ốm phải chịu cơ cầu đắng cay. Dâng nhang lễ mẫu ba tòa, tiêu thiều nhã nhạc khúc ca vang lừng, về đồng dâng tiến tuần nhà ý à. Bài sai đố triệu lục nghi cúng nàng ân nàng ai vốn dòng sơn trang, tinh tinh tình hay măng chúng măng giang ý à. Sông đăng, sông đăng chua múa dịu dàng khoan thai, thắt thắt lưng đai kìa, thắt thắt lưng đai giọt ngăn nha giọt dài ý, à. Giọt ngắn giọt dài, tay tay cầm đôi đuốc múa một bài sinh thật là xinh. Ngôi đền thờ tính thinh tăng tính sớm thủy hiểu tình ý, à. Dìu tiến chị tiến em, dìu ra dìu dít ra xem chú ngự đồng, thú vui là thú non bồng đồng ra cắt khánh. Bà về ngự vui trong nền vàng hương hoa sực nghi nức, tiếng xanh cầm mì nềm đót chơi vơi, hùng nghi dùng tháng rộng năm dài ý, à. Sớm rong chơi đền kia miếu nọ, tối lại về ám có lều tranh, sơn đi lâm vắng về quanh mình, sớm nghe tiếng nhạc đầu gành cuối hang, nơi non xanh suối ngàn tung tình, có cơm lam thịt thính nem khô, hôm mi này theo nhịp sinh ngô, tiếng nói trò trẻ níu nô níu nùng. Bây giờ chốn tùng lâm quê ngự thiệt thai, có phen ngự cánh mường lái, khi ra núi tuyết khi vào áng mây, hỡi ai hay hiện hình biên tướng, tương với nàng ngày tháng rong chơi, cây mi cao bóng mát nghỉ ngơi, gặp người thanh lịch ấy thời nhân duyên. Tài chúa mới ban ra, bốn phương ngồi họp để đá tháng này, ban cho tiền tốt lụa dày, bồng lộc cho lắm về đấy cho nhiều, ban ban cho dài nhất được sáng yêu ý à.
ban cho giải nhất sáng yêu, thì lộc tài cho nhiều năm ngoái năm xưa. Họ nguyện con khuya sớm phụng thờ, 30 mùng 1, 14 hôm rằm, 30 mùng 1 kia là hôm rằm 14. Quyền hành cái quán sơn trang, sơn lâm các động xa gần này làm tôi chúa anh linh lừng lẫy núi đồi. Sai thiên đình sắc chỉ chúa giáng trần diệt lũ tà tính ý. Quan phong đức tôn thần nì, quan lớn thái tử đức đệ tam ma phương vi diện mạo lòng nhàn khác thường.
trịnh giang biên danh ngân ni lai lang anh vầng ni hồng sáng dạng nam mình con vua thủy quốc đồng đình vương quan hoàng tử sáng sinh đền sông chiến nhang Long Thành thắp một chiến nhang tống về Thoại Phủ các bác các tòa thiên đình chốn nó diêm la tấu về chốn đó vua cha đồng đình bốn dòng là chúa thị cùng văn sứ dâng lên thượng lai văn sứ dâng lên ni quan vì tấu đối chép biên rõ ràng vì cho hai chữ trường sinh chư phu chư quý khang linh thọ trường phi cho dũng mạnh khang cường đầu năm chi quý mỹ lộng tài đề đa dòng nhan khai quang thâm cờ diệu quang minh chứng đàn duyên ngã tích tăng cúng giảng kim phụng hoàng thân cần thánh chúa tiên trung vương
giáp bạc bao phen nhôm đỏ hồng. Sông phai trăm trần dạ như không. Ra tay cứu nước trừ nguy biên, tiếng nề ngàn nề thu vang dậy non sông. Cơn đi phong tu âm âm nổi dậy, sóng tuôn trào quần quận cháy về đâu. Trải răng khê lên ngàn quan xuống biển, lành giang từ quy địa danh lam, đền thờ quan tàn tín lai vàng, long môn hồ bàn thạch bàn hãy còn ghi. Hoa tức thì ra lâu đài điện các dâng nước về thoại quốc một khi, triền quân lấy ngọc liễu ly đùng đùng dâng nước phép thì không ai đàn. Qua đại giang sông thao sông cả, trở ra về đông ngã ba chênh, sướng ca đàn hát tập tành thi ngâm phú lục đàn tranh mỹ chơi bời. Rồi ngài về nơi thủy phủ, đóng đai cần y mũ vào tâu, bắt dăm ba đồng tử theo hầu, vào cung vương phụ ra chầu đức mẫu vương. Vô Nghệ An, Vô Nghệ
an thượng hạ đại giang. Chiếc thuyền rồng treo quế buồm lan, khi chơi bạch hạc lúc sang con sông bờ. Ngự sông Dâu, sông Cò, sông Hát, khi lên về xuống thác ra khơi. Thuyền rồng chắp mái treo bơi, dọc ngang tuần lành đôi nơi khoan đi về. Trần thế gian trình giang biên danh ngân sở bắc, ánh vầng hồng sáng sang nghĩ nam mình. Người con vua thủy quốc đồng đình, đệ tam thái tử giáng sinh mỹ đền rồng. Go!
gặp vần nước đi nương điều nguy biên. Cảnh điêu linh sóng biển sụp sôi, tôn quan ra sức phụ đời, gươm thiên xuất trần dẹp loài mỹ cuồng sấm. Dân thiết lập đền thờ đức thánh, lãnh gian từ cổ tích linh thiêng, xích đằng hương khói cổ truyền, thập phương chiêm bái lập đền thánh gia hồi